Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 13 tháng 11, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng trưa và chiều nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ hôm nay đến sáng ngày 14 tháng 11 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, từ đêm nay các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm nay trời trở rét. Từ chiều nay, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 13 tháng 11. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đêm trời trở rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đêm trời trở rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đêm trời trở rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Thanh Hóa Thừa Thiên Huế ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 18-29 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-31 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 18-33 độ C.